Chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật độc đáo và thú vị, đó chính là con lạc đà. Con lạc đà là một loài động vật sống ở những vùng sa mạc và có vẻ ngoại hình rất độc đáo. Chúng có một bộ lông dày và mềm mại, giúp chúng chịu được những điều kiện khắc nghiệt của sa mạc, từ ánh nắng mặt trời chói chang đến những cơn bão cát hay cái lạnh vào ban đêm trên sa mạc. Bàn chân chúng có những chiếc móng to kềnh giúp nó đi vững trên con đường gồ ghề sỏi đá hoặc trên lớp cát mềm. Một điều thú vị về lạc đà là gương mặt của chúng có vẻ lạ lẫm và đôi khi hài hước. Chúng có một bụng lớn, giúp chúng tích trữ nước và thức ăn để sử dụng khi nguồn lương thực khan hiếm. Một con lạc đà có cân nặng 600 kg có thể uống đến 180 lít nước trong vòng 10 phút. Lạc đà ăn cỏ, lá và cành từ bất kỳ loài thực vật nào trên sa mạc, bao gồm cả cỏ khô và cây bụi chịu mặn. Lạc đà có thể đi trong một thời gian dài trên sa mạc, khi đó trọng lượng của nó sẽ giảm đi khoảng 40%. Nhưng chủ yếu nó sống được trên sa mạc lâu là nhờ cái bướu. Các bướu này không chứa nước như đa số người tin tưởng. Các bướu này là các nguồn dự trữ các mô mỡ, trong khi nước được lưu trữ trong máu của chúng. Điều này cho phép chúng sống được nhiều ngày mà không có thức ăn và nước uống. Mỡ lạc đà sử dụng khi khan hiếm lương thực, bướu lúc đó sẽ co lại và mềm đi. Lượng mỡ dự trữ trong bướu của lạc đà lúc bình thường tương đương với 1/5 trọng lượng cả cơ thể chúng. Có hai loại lạc đà chính, lạc đà một bướu và lạc đà hai bướu. Lạc đà một bướu thường là những con mà bạn thường thấy trong hình ảnh, với một gò bướu đơn. Trong khi đó, lạc đà hai bướu có hai gò bướu lớn và chúng thường sống ở khu vực có nhiệt độ mát hơn. Một con lạc đà có thể thổ được 200 kg hàng, hàng ngày đi được 40 km và có thể đi liên tục 3 ngày trong sa mạc. Nếu đi không, chúng có thể chạy được 15 km/h, liên tục trong 8 tiếng không nghỉ. Một điều thú vị nữa là lạc đà không chảy mồ hôi và cũng mất rất ít nước trong quá trình bài tiết. Chúng chỉ đổ mồ hôi khi quá nóng. Hy vọng rằng, sau chuyến phiêu lưu này, các bạn nhỏ sẽ thấy thú vị khi biết thêm về con lạc đà, những người bạn đồng hành thông minh và chịu khó trong thế giới động vật.